đình và phụ huynh của em ăn bơ trường. Thì thực sự ra khi mà gửi con đến trường á, thì cái điều mà gia đình cảm thấy rất là an tâm á, là con mình đã tìm được một ngôi nhà thứ hai. Và con mình cảm thấy là nó hạnh phúc. Mỗi ngày nó ở bên kia. Và khi mà nó liên lạc, nó giữ liên lạc với mình như vậy, thì đó là cái điều an tâm và cái điều hạnh phúc nhất của ba mẹ khi gửi con đi xa. Thì cũng nhờ cái môi trường hạnh phúc như vậy cho con mình, thành ra là cháu nó mới phát triển được cái năng lực của nó tối đa. Thì một lần nữa cũng như đại diện theo của phụ huynh của cháu chuẩn bị ra trường, thì cảm ơn thầy hiệu trưởng rất là nhiều. Và cảm ơn thầy counselor rất là nhiều. Và cũng mong là đó cũng là một ngôi nhà thứ hai của con sau khi mà con tiếp tục trên cái con đường phía trước đó, thì cháu sẽ còn quay lại và nhà trường cũng như là anh Huỳnh sẽ là người nâng đỡ cho cháu nếu như có cái đoạn đường phía trước cháu cần sự giúp đỡ. Nhà cũng có một món quà nhỏ nhỏ gửi lại thầy với lại anh Huỳnh. Qua tìm hiểu danh sách các trường trung học mà có kết quả dạy tốt ở bang Cali, cụ thể là Orange County, thì chúng tôi biết được có trường Fairmont. Rồi qua tìm hiểu thêm cái hệ thống ở Việt Nam giới thiệu, đặc biệt trong UTP có AOA, một số trường giới thiệu, thì chúng tôi rất là an tâm khi lựa chọn trường này để gửi cháu vào học. Thực sự là phụ huynh, nói riêng là chúng tôi cũng như là toàn thể phụ huynh đây, rất là xúc động và rất là vui khi được dự một cái đêm gặp mặt rất là ấm cúng. Và tôi được dự đây là lần thứ hai, thấy sự cầu thị của trường Fairmont cũng như UTP tổ chức rất sang trọng và trao đổi những vấn đề rất bổ ích về việc kết quả học tập cũng như là hoạt động của cháu ở trường, để có những cái góp ý phát triển tốt hơn trong thời gian trong tương lai. Qua theo dõi thường xuyên cũng như kết quả cuối cùng trong các kỳ thi cuối cùng, thì gia đình rất là hài lòng với kết quả học của cháu Triết. Cụ thể ở đây là những cái thầy cô rất tận tụy, dạy các môn học rất là căn bản. Ngoài ra các hoạt động về xã hội của nhà trường định hướng cho cháu tham gia hoạt động rất là phong phú. Điều này sẽ giúp cháu có hành trang để bước vào đại học ở các trường trên quốc tế đạt kết quả tốt. JP, vợ chồng em thì quen nhau tại Fairmont, thế cho nên Fairmont là một cái ngôi trường mà có một cái vị trí rất đặc biệt trong trái tim của cả hai vợ chồng. Fairmont không chỉ là ngôi trường mà tạo ra một cái môi trường học tập cho học sinh, bởi vì tất cả ai ngồi đây, phụ huynh nào cũng muốn rằng con được vào một trường đại học tốt, được có một tấm bằng danh giá của nước Mỹ, thế cho nên mới đầu tư cho con đi học sớm, đúng không ạ? Thế nhưng mà Fairmont không chỉ là nơi mà trao cho học sinh tấm bằng cũng như là đưa học sinh vào trường tốt, mà Fairmont còn tạo ra cả một quãng đường đi, giống như thầy Huỳnh nói rằng cả một quãng đường đi, một cái quá trình để làm sao con có thể có được một cái trải nghiệm tốt nhất trong giáo dục, cũng như là có một định hướng lâu dài về sau này trong trường đại học cũng như là trong sự nghiệp về sau. Và Fairmont là một cái khởi đầu rất tốt. Đó là lý do tại sao mà Fairmont thực sự rất thành công trong về giáo dục.
là Lam, là giám đốc điều hành của World Education. Và cho đến bây giờ thì World Education làm việc với trường Fairmont được 9 năm. Và cái duyên mà chúng tôi đến với trường Fairmont á, thực ra là phụ huynh tìm đến và phụ huynh muốn con tôi học ở trường này. Thế là cách đây 9 năm thì World Education đã bắt đầu làm việc với Fairmont từ đó. Cho đến bây giờ thì theo như tôi biết á, là trường Fairmont 3 năm liền, năm 2015, 2016 và 2017 thì được bình chọn là một trong những trường tư thục tốt nhất quận Cam ở bang California. Tôi nghĩ là cái chất lượng giáo dục là cái quan tâm hàng đầu đối với quý vị phụ huynh cũng như là đối với các học sinh. Và một cái điều mà tôi rất ấn tượng đó là cái sự sâu sát, cái sự quan tâm và cái mức độ hướng dẫn của đội ngũ tư vấn tại trường Fairmont dành cho từng cá thể học sinh. Chúng tôi thấy rằng là 90 trên 90% phụ huynh và học sinh hài lòng về chất lượng của trường. Và đó cũng là cái duyên mà từ đó, cách đây 9 năm chúng tôi đã bắt đầu làm việc với Fairmont. Và cho đến bây giờ thì chúng tôi rất là hài lòng về kết quả của học sinh. Qua trao đổi thì tôi biết được là trường Fairmont là một trong những trường rất là nổi tiếng ở Mỹ và đặc biệt là ở bang Cali. Tôi có đứa con gái đầu đang học lớp 10 tại trường Fairmont và đứa con thứ hai đang học lớp 8 tại trường Fairmont. Và hiện nay thì tôi rất là hài lòng với kết quả học của con tôi. Gia đình tôi không những một bé mà tới hai bé. Bé thứ nhất là bé Trịnh Thanh Kim là đã học 2 năm lớp 11, 12 ở trường Fairmont School và hiện nay đã tốt nghiệp và ra trường. Đang học Đại học Fullerton ở California. Thằng bé thứ hai là bé Tâm, năm rồi là cũng qua bên đó học, đang học lớp 11. Thứ nhất là qua những cái thông tin từ World Edu rồi UTP, chúng tôi biết được trường Fairmont School. Đồng thời là sau khi chúng tôi gửi bé đầu là bé Thiên Kim qua đó học và chúng tôi thấy rằng là cái chất lượng giáo dục của nhà trường, chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng của thầy cô giáo của trường là tốt. Là ok. Our Fairmont Parents Dinner in Vietnam is very important because it shows that we're trying to build a relationship with our families. It would be very easy for the students to come and only send updates via email or through the Naviance system. However, we believe that it's very important to build a relationship ongoing with our families and let them know that we're part of the journey with them as far as their child's success is concerned. I would share with them that they're very happy. They're a very vibrant group. They've found great success at Fairmont. They're involved in all variety of activities, whether it be sports, clubs, visual and performing arts. They've been very successful and we're very pleased with the result from all of our Vietnamese students. Very satisfied with the results of our Vietnamese students, but what really makes it special, while we get students into college at such a high rate, we have a very unique curriculum, a very rigorous curriculum. We offer a great deal of counseling to our students. We have 8 counselors for under 600 students, which is really unprecedented in Southern California with education. It's very important that we advise our students to get involved in extracurricular activities, as I mentioned before, internship opportunities as they advance their stay at Fairmont. All these are very important to distinguishing them and their college portfolio.